Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Nếu anh em đã tích vào trong cái clip này thì anh em quả thật là em rất là may mắn đấy. Bởi vì làm sao lại may mắn? Bởi vì hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho anh em một cái siêu bí kíp của tôi. Đấy, một cái đội hình mà hiện tại, thời điểm hiện tại tôi đang dùng để leo rank một cách siêu thần tốc anh em nhá. Với một cái tỷ lệ chiến thắng nó rất cao. Chỉ mất vỏn vẹn 38 trận để leo từ rank rook 1 lên ranking 3. Ở cái thời điểm hiện tại tôi đã chơi được 46 trận với một cái tỷ lệ top 1 là 50%. Đấy, và tỷ lệ top 3 là 95%. Anh em thấy những cái con số nó có ấn tượng chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy những cái quân bài cần thiết vào trong cái đội hình này anh em nhé. Nó cũng khá là tương đồng với cả cái bộ Hunter kẹp đỏ đây anh em. 3 Hunter kẹp 6 đỏ và kẹp Light Spirit. Nó giống hết. Cách đây 2 tuần thì cái line up 6 đỏ kẹp với cả 3 Hunter, kẹp với Light Spirit và máy bay kích hoạt hệ người lùn ấy, đó là cái line up, cái đội hình tier S. Đấy, đó là, gọi là cái thể loại mà gọi là mạnh nhất trong meta rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ nhá, đến trong cái thời điểm hiện tại thì anh em hãy quên cái đội hình này đi. Đây mới là cái đội hình mạnh nhất anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đội hình mạnh hơn. Đấy, tạm thời thì cất kho nha anh em nhá. Cái đội hình mà Light Spirit kẹp đỏ ấy, cất kho đã. Bây giờ nó lại yếu rồi anh em ạ. Rồi, vẫn như thường lệ anh em nhá. Chốt cái búa set đầu tiên. Đấy, đánh chuỗi thắng thì cứ chốt búa set thôi. Đầu game thì nó chỉ có hai cái món đồ mà nó chắc kèo là đánh chuỗi thắng. Đấy chính là cái búa set dành cho Hunter và cái hai tia dành cho cái bọn Light thôi. Nói đến đây thì sẽ có anh em thắc mắc, tại sao tôi lại không lêu cái Blink? Đấy, cái chữ gậy dịch chuyển, cái nhẫn dịch chuyển ở trong cái giai đoạn đầu, tại sao mà tôi lại không lêu ra ở những cái món đồ mà có thể đánh chuỗi thắng? Cái lý do tại làm sao? Nó cũng có lý do anh em nhá. Ở trong cái thời điểm hiện tại ấy, tôi khuyên anh em hạn chế ghép Blink. Đấy, có thể thay bằng một cái xung kích, một cái gậy xung kích thì nó sẽ an toàn hơn trong cái việc là giữ chuỗi, đặc biệt là đối với các anh em ở rank cao King Queen thì cái việc ghép Blink thì anh em hạn chế thôi. Bởi vì Blink ấy nó rất dễ bị counter trong thời điểm hiện tại. Đối với các anh em rank Queen nhá, thì tôi khuyên anh em là không nên chơi ghép Blink đầu game. Và cũng không nên chơi Blink, bởi vì là Blink ấy mà cho bắn trưởng ấy thì nó rất dễ bị counter ở trong cái thời điểm hiện tại. Do có rất nhiều người, rất nhiều nhà là có cái sở thích là chơi Witcher và thường là hay mua những cái con Tabu Witcher đầu game. Và những cái con đấy mà nó ke ở cái vị trí ở hai góc, hoặc là nó sẽ đứng ở những cái vị trí mà cái con co bắn trưởng của anh em đứng. Đấy, đặc biệt là hai góc, tôi vẫn nghĩ là đặc biệt là hai góc thì rất dễ là bị counter. Và co bắn trưởng ấy mà không bắn trưởng được thì anh em biết là chắc chắn là sẽ không thể nào mà thắng được. Tôi nói luôn là rất dễ bị counter nhá. Nhất là nếu mà người đấy là tôi. Đấy, trong cái tình cảnh hiện tại khi mà leo rank có rất nhiều người chăm sóc, rất nhiều người để ý, thì cái việc mà cầm một cái con tướng co, ví dụ như là con Heaven Warmer chẳng hạn, đúng không? Rất hay cầm con đấy đúng không? Và Blink thì rất dễ là bị con AM, con Tabu Witcher là kê. Đấy là lý do tại làm sao mà bây giờ tôi chuyển sang cái bộ này chơi cho nó an toàn. Mặc kệ người ta soi thôi, cũng chả có làm gì được hết. Đấy, mặc kệ thôi. Đấy, tôi thì tôi cứ búa set cho tôi phang thôi. Đầu game mạnh anh em ạ. Búa set này, hoặc là hai tia chơi cái like, hết. Thế cho nhanh nha anh em nhá. Line bây giờ nó lại lên rồi anh em ạ. Tôi cũng nói luôn là bây giờ nha, bọn này nó không sợ cái con Light Spirit nữa. Do Light Spirit nó đã chuyển cái sát thương. Đấy, từ sát thương thương thuần chuyển thành sát thương phép. Chính vì thế nên là bây giờ nó không sợ nữa. Đấy, Light bây giờ lại đánh lại rất là sướng luôn, đánh rất là ngon luôn. Nhưng mà hôm nay thì tôi lại không chơi Light nha anh em nhá. Hôm nay thì tôi sẽ chơi cái đội hình bí kỹ. Đấy, đội hình mà bây giờ tỷ lệ chiến thắng nó đang là 50%. Tỷ lệ chiến thắng 50%, còn hạng trung bình nó là 1.8. Và nó vẫn tiếp tục duy trì anh em nhá. Để anh em hình dung ra được cái con số 1.8 nó khủng khiếp được như thế nào, thì trong 10 trận chỉ toàn top 1, top 2 thôi anh em nhá. Đấy, thì nó mới được cái con số là nó dưới top 2. Tức là top 1 đấy, 1.8 tức là nó còn chưa đến cái mức top 2 luôn. Một chuỗi dài top 1 thì không may, đấy, có một trận top 2. Dã man chưa, dã man chưa, tí tôi sâu anh em xem nhá. Không thì lại có nhiều ông vào lại bảo tôi bốc phét. Yên tâm nhá, sẽ có sâu vào cuối game. Đấy, hết trận anh em nhá. Hết trận rồi sâu anh em xem là cái tỷ lệ nó là cỡ như nào. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm.
Đấy, cái đội hình nó đã uy tín rồi nhá, nó đã mạnh rồi. Lại còn tôi chơi, tôi giới thiệu cho anh em. Đấy, tôi tiết lộ cho anh em cái bí kí để anh em chơi. Thì nó nói chung là muôn vàn gọi là phần uy tín anh em nhá. Muôn phần uy tín luôn. Thì anh em cứ yên tâm, cứ làm theo thôi. Đấy, không có phải để đắn đo suy nghĩ gì cả. Đấy, anh em thử, anh em vọc vào, anh em nghiện luôn. Không khác gì cái bộ Hunter đỏ mà tôi giới thiệu cho anh em đâu. Anh em ạ, anh em cứ yên tâm nhá. Vậy thì bộ bí kíp của tôi đang nói đến đấy, tôi đang xây dựng đến để đưa đến cho anh em. Nó là cái gì? Bình tĩnh. Hồi sau rẽ rõ như anh em nhá, cứ bình tĩnh. Đấy, từ từ, từ từ. Đấy, còn nói đến đây chắc có ông tua phát đến cuối luôn. Ok, không sao hết nhá, cứ tua, tua thôi. Nhưng mà đối với các anh em mà xem thì cứ từ từ. Đấy, cứ theo trình tự thời gian nhá. Đấy, xây dựng từng bước, từng bước, từng bước một. Từng bước, đấy rồi nó sẽ lộ ra cái đội hình rồi anh em sẽ biết sau. Không có gì mà vội cả anh em nhá. Hồi sau sẽ rõ, đấy bộ bí kíp hồi sau sẽ rõ. Đấy, còn đầu clip như thường lệ thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trung Kiên và anh em Long Nguyễn đã donate cho tôi ủng hộ kênh qua Momo. Bên cạnh đó tôi xin được cảm ơn anh em Hải Đăng, anh em Nghĩa Phan, anh em Tới Huỳnh và anh em Thiên Bảo Ngô đã donate cho tôi qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Rinie và anh em Khuynh Vũ đã trở thành những hội viên mới ở trên kênh. Chào mừng hai anh em đã gia nhập hội viên, chính thức trở thành những fan cứng ở trên kênh Game Today. Và tôi cũng xin cảm ơn anh em Mabel, Oliver, MCU, anh em Giả Tưởng và anh em Mập Lâm đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định. Còn một vài anh em nữa cũng đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh, tuy nhiên là tôi chưa kịp liệt kê. Anh em sẽ thấy là không có tên anh em khi mà tôi cảm ơn ở trong clip này. Xin phép anh em là tôi sẽ để dành cái lời cảm ơn đấy trong cái clip tiếp theo anh em nhé. Và bây giờ tôi và anh em sẽ cùng quay trở lại với cái bộ siêu bí kỹ của chúng ta ngày hôm nay anh em nhé. Ok. Rồi, gặp thằng này cắt chuỗi được không? Anh em thấy không, có kê con tabu nhá, có kê tabu đấy, rất là nguy hiểm. Thời điểm hiện tại tốt nhất là không lên lấy cái blink anh em ạ. Rất dễ là kê ở dưới đít. Thường là nếu mà tôi chơi tôi thường kê tabu ở dưới đít. Tránh trường hợp những cái thằng bắn trưởng nó bắn nó blink xuống nó bắn trưởng. 6 Hunter. Tuyệt vời anh em ơi. Chúng ta có 6 Hunter. Xây dựng thì nó cũng như là cái bộ Hunter đỏ thôi anh em ạ. Nó vẫn sẽ là cái lối chơi là Hunter đỏ anh em nhá. 6 Hunter đầu tiên đã. Sau đó thì ở cái round 12 thì hơi muộn. Nếu mà có chuôi như này thì 11 sẽ up 7 luôn anh em nhé. Up 7 ở round 11 và chúng ta sẽ kẹp thêm đỏ vào thôi. Đấy, cái đội hình khỏe giai đoạn đầu game rất mạnh. Cùng với một cái búa set. Và anh em có thể lấy cái món đồ tiếp theo thì tôi khuyên anh em lên là cái cướp điên. Cái cướp điên cũng là một trong những cái món đồ rất khỏe ở giai đoạn late game nhá. Đấy, chúng ta lấy late game. Đầu game thì búa set, còn cuối game thì nó sẽ là cướp điên. Đấy, cướp điên và búa set nó sẽ là những cái món đồ nó gọi là core item ở trong cái đội hình này mà anh em cần phải lấy. Đấy, hiện tại thì chưa có cướp điên đúng không? Đấy, thế nên là từ từ nhá, những cái món đồ này thì nó không phải là những cái món đồ trấn phái thì chúng ta chưa ghép vội. Đấy, mặc dù là chúng ta có thể ghép được một cái hút máu này, trừ giáp này, không nhá, chưa. Đấy, một cái ở đây là có thể ghép một cái gậy gai. Không nhá anh em nhá, từ từ, bình tĩnh. Những cái món đồ tình huống nó sẽ lấy sau. Những cái đồ mang tính chất tình huống để counter đối thủ thì chúng ta không lấy từ đầu. Đấy. Chúng ta chỉ lấy những cái món đồ tình huống nhưng mà chúng ta thấy là nhận thấy là có cần phải để counter đối thủ thôi. Còn những cái món đồ mà trấn phái là những cái món đồ phải lấy đầu tiên. Là bắt buộc. Trấn phái ở trong từng bộ là có những cái món đồ riêng ở trong từng lineup. Đấy thì tốt nhất là lên lấy những cái món đồ trấn phái. Tí nữa tôi sẽ có những cái món đồ liên quan đến cái hàng này. Tôi sẽ để chờ. Có rất nhiều người chơi Hunter đầu game. Đấy, nhưng mà với những cái người chơi mà có 6 Hunter đầu game như tôi thì rõ ràng là tôi là cái người mạnh hơn. 6 Hunter kèm 2 đỏ. Đội hình form ở level 7 đấy nhá anh em nhá. 6 Hunter kèm 2 đỏ level 7 rất mạnh. Bọn nó có chuỗi liên tục kìa. Bây giờ chỉ cầu mong là hy vọng là bọn nó sẽ qua nhà tôi sớm thôi. Để tôi cắt được những cái chuỗi này sớm anh em ạ.
Về căn bản là bây giờ chúng ta đang mạnh ở cái giai đoạn này. Chứ còn để qua giai đoạn này đi, đến sau round 15 ấy thì chúng ta sẽ không ăn được những cái thằng kia đâu. Đấy, cái thằng top 2 giờ nó đang chơi nai nha anh em nhá. Nên là bây giờ phải gặp sớm, phải hy vọng gặp sớm. Còn nếu mà để qua 15 ấy mà nó form được 6 client thì là không ăn được. Đấy, kiểu gì cũng không ăn được. Bởi vì là qua giai đoạn là đội hình này mạnh rồi. Đến cái giai đoạn mà đội hình này nó lại là thành là giữ máu chứ không còn là mạnh nữa. Nên là hy vọng là gặp thằng này sớm đi. Gặp thằng Lai sớm cắt chuỗi của nó thì chúng ta sẽ bỏ đi được một cái mối họa tiềm tàng đấy, trong cái con game này. Hy vọng là gặp thằng này sớm. Đội hình này nó không sợ bất cứ một cái đội hình nào, kể cả là 6 Warrior đấy, kể cả là những cái bộ như là Assassin cũng chưa chắc tầm này đã ăn được đâu nhá. Assassin chưa chắc tầm này đã ăn được đâu. Rồi thỏ lên 2 sao. Ok, chuyển đổi cho thỏ. Cứ con nào 2 sao thì làm co thôi anh em ạ. Không biết nhất thiết đó là con nào cả. Cung đen lên 2 sao, Wing Ranger là cũng là 2 sao thì co là cầm đồ anh em nhá. Còn đừng để những cái con 1 sao cầm đồ. Đấy, 1 sao cầm đồ thì nó là phế rồi. 1 sao đam bé hơn. Đấy, dễ chết hơn, máu ít hơn, trưởng bắn nó yếu hơn. Thỏ lên 2 sao cầm đồ, bắn trưởng khỏe hơn, tung skill nhanh hơn. Đấy, stun đối thủ. Bọn kia là bây giờ nó đang muốn đấp chuỗi của tôi lắm rồi đấy. Anh em nhìn kìa. Anh em thấy không? Bọn nó sang nó soi tôi. Muốn đấp lắm rồi đấy. Cần phải cẩn thận nhá, phải lé con thỏ đi này. Cần phải hết sức cẩn thận với những cái con co, anh em hiểu không? Đề phòng trường hợp là đối thủ có những cái con mà nó như kiểu là con ảo ảnh ấy, nó swap. Đấy, những cái con swap nó swap mình sang bên kia, co của mình swap sang xong bị hội đồng thì là toi. Nên phải hết sức cẩn thận. Khi mà có đối thủ sang soi nhá anh em nhá, là cái con co là lúc nào cũng phải đổi vị trí. Đấy. Đánh nó phải tỉnh, nó phải tỉnh táo. Đấy, nó phải tinh ý như thế. Có thằng sang soi cái là khi mà nó trở về sân nó cái là mình phải chuyển vị trí con co ngay. Không được để con co nó đứng ở một cái vị trí cố định. Rất dễ là bị bắt. Nguy hiểm anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Thế nên là đấy, tôi cứ kêu thôi. Mặc dù nha là có rất nhiều người sang soi là tôi vẫn kêu. Mà kêu thì cứ kêu thôi, mình có quyền kêu mà. Đấy, mình là người làm content, làm nội dung. Kêu tí cho nó vui, kêu tí cho nó cảm thấy là có cái sự khổ sở trong từng cái ván đấu, làm cho anh em cảm thấy kích thích hơn đúng không? Anh em cảm thấy coi như là nghe nó cảm thấy là cực kỳ là tôi cảm thấy bực. Đấy, là cần phải là comment vào tăng tương tác. Chứ mà tôi là thật với anh em soi thoải mái, soi làm gì đâu. Gặp tăng client rồi này. Ăn được không? Ăn được không? Thôi chết rồi, không ăn được anh em ơi. Vậy là sổ kinh quá. Nó sổ nhanh quá anh em. Được không? Ui không ổn rồi, có một con. Ui không ổn rồi, con rồng chết rồi. Ui rồi. Ui sao mà cung đen khôn thế nhở? Cung đen quay ngược lại bắn vào con live blitz lại. Ôi giời ơi, cung đen ơi. Xứng đáng cái đồng tiền bát gạo đấy. Mặc dù mới có 1 sao không dồn đồ. Được quá nhờ. Quả ông quay mặt lại, ông bắn cái đằng sau, cái đằng live blitz lại, ngon quá. Xong rồi lại quay ngược lại bắn con rơi, thế là ăn. Quá ổn áp luôn anh em ạ. Mặc dù là cũng là rất may mắn đấy, là đối thủ là gặp sớm. Đấy, chúng ta gặp ở cái giai đoạn mà đối thủ chưa form được cái bài là 6 line kết hợp với 2 Glacier ở level 7. Chưa form được anh em ạ, chưa đủ 6 line. Ô mà anh em ơi, anh em cho tôi hỏi là cái thằng anh Lợ Vi kia nó từ lấy giờ nó cứ lẩm nhảm, nó nói cái gì nhở? Nói cái gì mà cứ thi cái gì nhở? Hay là người ta đang có một chút cái vấn đề gì nó liên quan đến tâm thần nhở? À không phải tâm thần, sorry anh em, về mặt tinh thần nhỉ, nó có vấn đề gì đấy nhỉ. Kiểu là chắc là tên đặt tên là anh Lợ Vi. Anh Lợ Vi thì chắc là chắc là lợ người ta cái gì đấy nhiều lắm đây. Anh này chắc là anh Lợ Vi một cái mối ân tình gì đấy mà không trả được nên bây giờ đầu óc nó mới nó có một chút gì đấy nó hơi bị như thế anh em ạ. Đấy, nhưng mà tôi thấy là nó gọi Thi cơ mà. Sao lại anh Lợ Vi nhưng mà lại gọi Thi ơi. Ôi. Hay là chúng ta đang đến với một cái câu chuyện tình tay ba.
một cái câu chuyện tình nghiệt ngã nào đấy mà cái anh này thì anh ý yêu cả hai, yêu cả Vi yêu cả Thi, nhưng mà không đến được với Vi, mà Thi thì chắc là cũng là không đến được, nên là cuối cùng là đấy. Đặt tên thì vẫn là đặt tên là Lợ Vi nhưng mà lại gọi tên Thi. Khổ. Buồn cho một câu chuyện tình. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Tôi nghĩ là Tuấn Hưng đã trả lời được cho bạn. anh em ơi, 9 assassin này này. Đấy, có sợ gì 9 assassin đâu anh em. Hunter giai đoạn giữa game này nó không sợ xin anh em ạ. Đây rồi. 6 Hunter giai đoạn đầu game mạnh lắm. Đâu có sợ mấy cái thằng assassin đâu. Nhiều anh em cứ bảo là 6 Hunter thì sẽ bị counter bởi 6 assassin. Nhưng mà đây là 9 assassin còn chả sợ là 6 assassin. Đấy, không sợ anh em nhá. Cái giai đoạn giữa game thì nó không sợ. Assassin nó chỉ khỏe vào giai đoạn cuối game thôi. Chứ còn cái giai đoạn giữa game thì nhiều khi là assassin nó cũng phải chật vật đấy anh em, chật vật giữ máu đấy. Cái bộ 6 assassin nó sẽ khá mệt ở giai đoạn giữa game khi mà chưa ra được con co. Bao giờ cứ phải là có con cáo 2 sao xong rồi cầm coi như là Blink với cả chém lan thì lúc đấy mới là sợ. Còn mấy cái con khác thì cũng chẳng ngại đâu, Hunter đam nó to lắm. Đam to mà máu nó cũng kẹp đỏ vào nó cũng trâu. Chứ nó không yếu ở giai đoạn đầu đâu, không yếu đâu. Kể cả có bớ được hàng sau thì cũng vẫn vô tư. Bởi vì con nào nó cũng có đam mà. 6 Hunter kẹp vào là kể cả Tabu Witcher nó cũng có đam anh em ạ. Chuyện này là có một thằng là có gót người nước nữa nhá, rất là nguy hiểm. Gót người nước đấy, khá là nguy hiểm. Đây này, ui gặp luôn này. À, tôi cũng chả quan tâm lắm. Đấy, tôi còn không quan tâm là tôi kẹp cái con armor vào để tôi counter của nó đâu. Bởi vì thực ra là tôi biết là nó cũng chả ăn nổi. Cái tầm này ấy, những cái bộ như này không thể ăn được bộ Hunter đâu anh em ạ. Đấy, đánh giá về mặt đội hình nhá, là đánh giá chuẩn. Nên là anh em thấy tôi không có làm gì cả. Đấy, tôi giữ cái đội hình này thôi. Xong rồi lên 9 là kẹp 4 đỏ thôi. Rồi, có Nice Speed này, nhưng mà tôi cũng nói luôn nhá, là tôi cũng không hề có vui mừng gì khi mà ra con này cả. Anh em hiểu không? Con này ấy, là tôi không chơi. Đấy, ý định tôi không phải là chơi con này. Tôi hôm nay tôi chơi bị bộ bí kíp cơ. Con này tôi cầm tạm thôi anh em nhá. 5 đô cầm tạm tí chơi, không có slot nhét vào chơi, gọi là chơi tạm. Chứ còn con này bây giờ vứt vào cũng phế thôi anh em. Chưa có Tesu đấy, chưa có Storm Shaman, làm gì đã có cái con nào khống chế đâu. Đấy, chưa có Siren. Con này nói chung là ôm vào thì nó mất 5 tiền thôi anh em ạ. Nên là anh em cũng đừng có kêu tôi là tôi như là hên chơi con này, ra con này sớm. Con này ra tôi tí tôi bán mà. Đấy, còn về mặt đánh giá đội hình nhá, bây giờ thằng nào ăn được? Chỉ có những thằng là cùng chơi 6 Hunter. Đấy, chơi 6 Hunter này, cùng chơi 6 Hunter kẹp đỏ này. Hoặc là nó là cái bộ 6 Nai kẹp với cả Glacier. Hoặc nó là cái bộ 6 Beat kẹp Glacier thì mới ăn nổi bộ này thôi anh em ạ. Còn cái tầm này không có một cái layup nào ăn được cái bộ này đâu. Bộ này nó là mạnh nhất trong giai đoạn giữa game, từ round 11 đến round 20 nha anh em nhá. Nên là cái chuối là rất dễ có thể giữ được đến round 20 đấy. Rất là dễ luôn. Trong trường hợp chưa có thằng nào là form được 6 Glide, hoặc trong trường hợp là chưa có thằng nào form được 6 Beat, thì tôi đánh giá là bây giờ hiện tại là không có thằng nào form được, là mình là vô tư rồi. Đấy, còn cái tầm này mấy cái thằng bắn trưởng ấy thì vô tư đi nhá. Mấy cái thằng bắn trưởng bây giờ làm gì đã có thằng nào là đủ bộ là Spirit Mate đâu. Đấy, Spirit Mate hoặc là Shaman Mate đâu. Cái tầm ra 19 này thì khó mà có thể đủ bộ được đấy lắm. Đấy, mà có thì cũng chưa có những cái con như con già 2. Đấy, những cái thằng như này này, Spirit này, xong rồi nó Spirit đỏ. Đấy, cũng thế thôi, làm gì có đam. Mấy thằng này yếu, không ăn thua, không quan tâm. Đấy, kể cả là gót người nước, tầm này làm gì đã người nước lại còn vừa mới có bị một cái cú lép, nói chung là chí mạng luôn. Giảm cái kiểu gì mà giảm tới tận 75 đam. Giảm 75 đam cho level 2 một lần lướt, quá nhiều anh em ạ. Skill người nước từ 350 đam một phát xuống còn 275. Giảm quá nhiều luôn. Biến một con người nước từ một con người nước ok trở thành một con người nước phế. Tôi nói này, cái con người nước thì nó vẫn còn thiếu. Nó còn thêm một cái con nữa, đấy chính là con Light Spirit. Light Spirit thì quá phế rồi. Giảm cooldown này, giảm đam ở level 1, giảm cooldown ở level 2.
Đấy, xong rồi lại còn là chuyển từ đam thuần sát thương chuẩn sang sát thương phép. Quá phế luôn. Mà cái con đấy thì nó đã bị counter bởi cái bọn Greater rồi. Bây giờ lại coi như là chuyển đam như thế nữa, chả đánh được cái thằng nào à. Nai bây giờ nó lại tung hoành quá. Bọn Nai giờ sướng. Không có ấy, con Light Spirit thì quá là ngon rồi. Dễ chơi. Đấy, còn bây giờ mà cái hai con đấy nó lại kẹp vào, nó lại chơi cái bộ 6 đỏ Spirit thì ăn thua gì. Bỏ anh em ơi, không chơi được nha anh em nhá. Rồi, tôi sẽ chôn những cái món đồ tiếp theo. Không, tôi lấy cái đồ này cho con rồng. Căng tay Kira cho rồng nhá anh em nhá. Cho nó hóa sớm rồi nó tăng ở phía trên. Nó đứng ở phía trên nó tăng cho nó khỏe. Cái bộ Hunter ấy anh em ạ, nó không thiếu đam, nó chỉ thiếu tăng thôi. Chúng ta ra những cái con tăng cơ, nó lên 2 sao sớm thì chúng ta mới yên tâm được. Còn những cái con phía dưới ấy, nó cũng không cần lên 2 sao đâu. Mấy con Hunter nó chỉ cần con súng lên 2 sao thôi. Ui thằng này có vẻ to đấy. Ăn nổi cái thằng 9 feather này không? Bị quẹt trúng rồi kìa, quẹt mực trúng rồi. Ui thì chết rồi. Ăn nổi không? Ui vẫn ăn được anh em ơi, hay quá. Vẫn ăn được. Mặc dù con cây của nó lên 3 sao rồi đấy, nhưng mà cái con thỏ của nó ấy, nó không có đủ ma năng. Đấy, nó bắn trưởng hơi chậm. Nó bắn trưởng hơi chậm. Quả đấy mà thỏ bắn nhanh, quẹt mực ngon rồi mà thỏ bắn nhanh cái nữa là có khi lại ăn. Mà bây giờ chúng ta vẫn đang 6 Hunter anh em ạ. Tức là nó cũng có một chút gì đấy, nó vẫn counter vào cái bộ Feather. Feather thì lúc nào nó cũng sợ 6 Hunter. Đấy. Không biết là còn giữ cái chuỗi này bao lâu đấy, nhưng mà càng lâu càng tốt thôi anh em. Bởi vì bây giờ thì tôi cũng không có ý định là tôi làm gì cả anh em ạ. Tôi bây giờ tôi cứ dí thẳng lên 10 thôi anh em nhá. Bây giờ chơi cái bộ này là chủ yếu là gì? Dí lên 10. Đấy, kiếm co là co 5 đô. Chứ không phải là chơi mấy cái con này. Tí nữa bán hết đi thôi anh em ạ. Bán hết rồi. Ok, Warrior còn yếu, chưa lên được 9. Vẫn ăn được. Vẫn có thể ăn được. Ui không, nó xô súng ở kia. Ui, con súng vẫn chấm máu, vẫn sống. Được. Thế thì vẫn ăn, ui, cảm ơn nhá. Vẫn chưa ăn được anh em ơi, hay quá. Nó mà chín qua là nó cũng ăn được tôi rồi đấy. Nhưng mà nó chưa chín qua đi đâu anh em ạ. Rồi, lên 10. Thôi, bây giờ mất chuỗi cho thằng nào cũng được anh em ạ. Bây giờ tôi cũng không cần giữ chuỗi này đâu. Sớm muộn gì cũng mất thôi anh em. Bởi vì để mà form được cái đội hình kia ấy, thì nó sẽ còn một khoảng thời gian rất lâu. Đấy, 6 đỏ thì bây giờ chúng ta không mạnh anh em nhá. Và bây giờ chúng ta đang phải chơi 6 đỏ. Cái đội hình mà tương lai nó sẽ là 6 đỏ. Tuy nhiên là cái giai đoạn này giai đoạn mà chúng ta sẽ phải thua đấy. Đấy, bắt buộc là phải thua và đốt máu đi đấy. Nên là chúng ta sẽ có một cái con như là cái con, tôi lấy ví dụ như là chúng ta có một con Light Spirit này cũng hay. Đấy, thua thì chúng ta sẽ mất không quá nhiều máu, giữ được lượng máu, đốt máu dần xuống thấp, rồi lúc đấy chúng ta sẽ mạnh. Chúng ta sẽ mạnh dần anh em nhá, theo thời gian thôi. Còn bây giờ cái tầm này thì rất có thể là sẽ mất chuỗi sớm đó. Nhưng mà đây nó vẫn có thể được coi là một cái bộ gọi là tier S nha anh em nhá. Tier S luôn. Tức là nó mạnh giai đoạn đầu game. Đấy, ổn giai đoạn giữa game và siêu lết thì nó rất mạnh. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Có thể chơi chuỗi thắng hoặc là chuỗi thua. Rất nhiều kiểu có thể chơi được. Đấy, nên là nó là thuộc vào cái nếu mà xếp đánh giá thì nó thuộc vào tier S. Đấy, còn anh em cứ từ tốn nhá anh em nhá. Tôi bây giờ tôi vẫn đang rất ổn ở đây với khả năng giữ chuỗi rất tốt. Vẫn đang có chuỗi, chưa thằng nào cắt được chuỗi luôn ở thời điểm hiện tại. Và anh em cũng đừng có nghĩ là đây là tôi đánh ở rank thấp nhá. Tôi cũng xin nói luôn là đây là rank King Queen. Và để chứng minh điều đó, tôi xin phép được xả hết tiền luôn để giữ chuỗi 100% máu ở rank King Queen luôn với cái đội hình này. Có được không? Thử phát xem. Thử phát xem sao nhỉ. 100% máu ở rank King Queen. Đấy, chuỗi thắng. Thực ra tôi có nhiều lần làm được rồi mà. Tôi có nhiều lần làm được rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên. Có rất nhiều lần đã đánh 100% máu ở rank King Queen rồi. Đấy, mà mọi người lại cứ tưởng là tôi đánh ở rank thấp. Thế này. Bởi vì game nó dễ quá ấy.
đánh nó kiểu nó áp đảo đối thủ quá, slow ball quá. Đối thủ không cựa được luôn. Ui mà thằng này vớ vẩn nó cựa được đấy. Được không? Trông vẫn to mà. Tôi vẫn khỏe. Tôi vẫn bắn được cái cung. Chúa chắc đã ăn được tôi. Ui rồi vẫn giữ chuối, ăn được cửa lai luôn. Hay quá. Anh em ơi. Đủ 6 đỏ này. Đủ 6 đỏ thừa một con luôn. Nhưng mà chưa, bây giờ cho 6 đỏ vào ấy thì nó yếu anh em ạ. 6 đỏ mà bây giờ cho 6 đỏ vào thì nó cũng chả khác gì 4 đỏ. Anh em ạ. Không nhá anh em nhá. Không. Bây giờ cho 6 đỏ vào khác gì 4 đỏ đâu. Nó đâu có được cộng thêm máu đâu. 100% máu đến hết game mà. Úi dồi ôi, anh Lợ Vi lên cơn rồi anh em ơi. Nó lên cơn rồi kìa. Gia đình đâu nhở, cho uống thuốc đi chứ. Tôi nghĩ là đến giờ rồi đấy. Bây giờ thì anh theo anh em bảo là tôi có lên là xả hết tiền để tôi giữ ở chuỗi này không? Thực ra cái bộ đỏ này kể cả xả hết tiền form được đủ 6 đỏ nó cũng không mạnh lên anh em ạ. Nó chỉ mạnh hơn lên khi mà máu nó tụt xuống thấp thôi. Bây giờ vẫn 100% máu ấy, đánh rõ ràng là nó không có ý nghĩa lắm. Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Có vẻ như là nó không có ý nghĩa khi mà chúng ta xả tiền. Bây giờ để mà cái bộ này nó gọi là siêu late game, siêu mạnh mắc binh, thì tôi nghĩ là cứ để cho máu nó xuống cực thấp đi. Găng tay Kira. Hợp lý quá bạn ơi. Ra luôn cái con Kira này. Găng tay Kira thì cho vào vứt con Light Spirit ra thôi. Đấy tôi bảo tôi không chơi Light Spirit mà. Tôi lấy cái găng tay Kira này xong tôi vứt cái con Kira vào thôi. Rồi. Tạm thời con này ra nhá. Con Light Spirit nó sẽ thay ra. Con này thì tôi cũng không chơi đâu anh em ạ. Tôi cầm tạm thôi, tí nữa cầm tạm. Cầm tạm, bao giờ bỏ 6 Hunter thì vứt tạm Light Spirit vào chơi tạm. 6 Hunter kết hợp với cả Light Spirit kết hợp với cả đỏ. Thì bây giờ là 6 đỏ kết hợp với cả 3 Hunter thôi và có kẹp Light Spirit kẹp với cả Kira đấy. Kẹp cả Warlock cũng được, kẹp thêm Warlock nữa. Rất ổn. Đủ slot mà, đủ slot làm thế. Nó có cả một cọc nữa, một cọc tăng đam nữa. Vừa được Kira lại vừa được cọc tăng đam. Đam súng cũng sẽ rất to, gánh được. Đấy mà hiện tại tôi chưa muốn chơi 6 đỏ vì 6 đỏ máu nó vẫn thế nhưng mà máu nó chả khác gì cả. Đây này anh em này, thấy không? Đánh được cái thằng gót đỏ level 10 nhá, với con người nước không ăn thua. Người nước tầm này yếu rồi, 2 sao không ăn thua anh em ạ. Đam bé lắm. Ra đát luôn này. Ra đát luôn này, là kẹp được Warlock à. Hai Spirit Warlock. Tôi đang tính là bây giờ mà tôi chơi con đát này thì thực ra là nó cũng chả có slot mà chơi. Đây nó cũng chỉ là chơi tạm thôi anh em nhá, chơi tạm đấy. Tí nữa tôi cũng lại bán nó đát này thôi. Vì nó không có trong cái đội hình cuối game. Đây nó chỉ là tôi lấy một cái ví dụ cho anh em về cách vận hành. Đấy, cách vận hành của live up. Tôi lấy ví dụ như là nó không ra được cái live up bí kíp hôm nay mà nó ra Light Spirit này. Nó ra Dark Spirit 2 sao chẳng hạn. Light Spirit 2 sao. Thì anh em chơi 4 đỏ, 4 Spirit kết hợp 6 đỏ thôi. Đấy, nó đơn giản nó như thế thôi. Ở đây có linh hồn lửa này. Đấy, thích thì mua vào chơi chơi kẹp 4 Spirit 6 đỏ cũng được. Nói chung là nó cũng có rất là nhiều những cái kiểu mà chúng ta lắc léo ở trong game. Chứ không hoàn toàn là khi mà chúng ta thích chơi một cái đội hình gì đấy mà vào trong game chúng ta được chơi cái đội hình đấy. Nhiều khi nó không được chơi thì chúng ta lại chuyển sang những cái bộ khác. Ui đời ơi, nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Bây giờ nhá, bây giờ phải làm gì? Bây giờ thì phải hết sức bình tĩnh anh em ạ. Chưa, đây là con, đây là nhân vật chính đúng. Nó ra nhưng mà vẫn cứ bình tĩnh. Chưa vội, chưa vội. Từ từ nào, từ từ đã. Bây giờ tính ra là bây giờ vứt con gì đây để thay cái con đấy vào. Chưa thay được, đội hình này chưa thay được nhá. Vẫn phải giữ, vứt con đát. Chưa anh em ơi. Nó chỉ có thể là vứt đát, vứt Light đi thôi. Vứt Light Spirit đi, vứt Dark Spirit đi. Còn không thể vứt Hunter đâu. Hunter giờ đang mạnh anh em ơi. 6 Hunter kết hợp với cả 4 đỏ Kira đang rất khỏe với cái chuỗi 20 cộng ở đây mà. Làm sao chúng ta có thể bỏ những con đấy được.
Đấy, còn con này thì cứ từ từ bình tĩnh. Đấy, bây giờ là chúng ta là làm gì? Bình tĩnh. Đấy. Chưa phải giai đoạn đấy anh em ạ, chưa phải giai đoạn đấy. Cứ từ từ hai sao đã, hai sao đã, hai đã, hai sao rồi tính. Rồi. Ui, thằng này có vẻ to đấy. Thằng này to đấy. Ui chết rồi. Tu tập bộ đội hình vãi đái. Nhưng mà con súng của tôi nó có Kira, nó vẫn đứng bắn kìa. Ăn nổi không? Ui không ăn được rồi. Con súng nó đứng đúng một cái bãi của con ấy anh em ạ. Nếu mà nó không đứng một cái bãi đấy thì tôi vẫn ăn được đấy. Nhưng mà nó đứng đúng vào cái bãi của tiên tri. Nhà tiên tri nó đứng vào cái bãi của con Omen. Thế là mất chuối cho cái thằng 9 Feather à. Thôi cũng được. Cũng được anh em ạ. Quả này bắt đầu mất chuối thôi nhá. Bỏ Hunter đi nhá. Đấy mất chuối rồi. Mất chuối rồi thì chúng ta bỏ Hunter đi thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta cần slot để cho những con khác vào. Chúng ta chỉ chơi 3 Hunter thôi anh em nhá. Đấy bây giờ chúng ta vứt đỏ thôi. Coi như là cái giai đoạn này giai đoạn giữ máu đấy. Có thêm cái cọc cũng được. Đam cho súng cũng là to luôn. Rồi. Ngoài ra thì việc đánh như này chúng ta có thêm 2 tầng Kira anh em nhá. Thêm được 2 tầng Kira thì nó cũng sẽ là cộng thêm được là 40% đam. Nó cũng rất là tuyệt vời. Dành cho con co súng. Đấy. Đây rồi. Hay quá. Rồi bình tĩnh nha anh em nha. Đến cái giai đoạn cần hết tiền thì tôi sẽ nói với anh em. Đây không phải giai đoạn hết tiền. Mới đao 29. Một món đồ cam nhá. Ui xôi ôi. Chưa uống thuốc à. Uống thuốc vào đi nhanh lên bạn ơi. Cứ chạy loang quang rồi. Vớ vẩn nhá, mà cái round vừa rồi mà tôi không mất chuỗi cho cái thằng 9 bây giờ có khi là tôi bây giờ tôi vẫn có chuỗi anh em ạ. Khỏe phết đấy, không yếu đâu. được đấy. Một con nữa thôi anh em ạ. Chỉ một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Anh em thấy đúng không? Một cái đội hình mà rất là ok. Nó khỏe giai đoạn đầu game, ổn ở giai đoạn giữa game và siêu lết ở giai đoạn lên game. Cực kỳ mạnh giai đoạn lên game luôn. Mạnh vô địch luôn anh em ạ. Mạnh lắm. Mạnh lắm luôn ấy. Light Spirit làm gì đâu anh em. Light Spirit tí nữa tôi cũng bán mà. Ra để bán thôi. Vừa lấy anh em nào bảo tôi cái con đấy nó ra sớm thì tôi bán ấy mà. Có cái gì đâu. Có dùng đâu. Ôm phải tốn tiền đi chứ có làm cái gì đâu. Đấy. Thế mà cái con Light Spirit này nhá, anh em quên đi. Anh em hãy quên cái bộ 6 đỏ kết hợp Light Spirit đi. Nó đã quá là Ameta rồi. Quá yếu rồi. Anh em hãy coi như là cất vào kho. Và anh em thử cái bộ này cho tôi. Đánh rất khỏe luôn, dễ chơi. TS đây anh em ạ. Ok, rồi tôi chốt chả có cái đồ gì cả luôn. Nên là tôi chốt cái chén thánh thôi anh em. Còn mỗi cái chén thánh thì chốt. Chả có cái đồ gì. BKB thì chả cần. Đấy, trận đấu này thì không cần BKB. BKB làm gì đâu. Chả để làm cái gì. Thế là tôi ghép cái chén thánh thôi anh em ạ. Cho nó hồi máu. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ roll nhá. Roll rồi. Ui đây rồi. Nhưng mà còn 9 giây anh em ạ. Tôi rất tiếc với anh em là mặc dù đã đủ bộ đấy. Nhưng mà nó còn có 9 giây thôi nên là anh em đợi rao sau vậy. Anh em đợi rao sau vậy. Xong rồi. Đấy là xong rồi đấy. Đội hình đã coi như là đủ bộ. Bây giờ chúng ta đợi một chút thôi. Còn đương nhiên là đội hình này bây giờ gặp với bọn 9 Feather thì thua rồi. 9 Feather đã lên được cái con sắt đao killer 3 sao rồi đây. Có chém lan 2. Ok, rất khỏe nhá. 9 Feather rất khỏe đấy. Cũng không mất máu nhiều lắm. Đấy, mất tí thôi. 89 máu. Vô tư. Kẹp được Light Spirit giữ máu được mà. Kẹp được cả heo và giữ máu. Hết tiền luôn anh em nhá. Hết tiền luôn. Đã đến lúc rồi đấy anh em ạ. Đã đến lúc rồi. Đây rồi. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Được.
Nhưng mà cũng chỉ được cái con heo thôi, chứ còn mấy cái con 5 đô chả con nào lên được 2 sao sao. Chán thật đấy, thôi chơi tạm anh em nhá. Lắp tạm đồ kiếm hồn, chơi tạm round này thôi. Đúng rồi, cọc, bám vào cái cọc để cho nó tăng tí đam. Round này nói chung là thua thì cũng được, bởi vì là đây là cái giai đoạn mà chúng ta đốt máu ấy mà. Sáu đỏ này nó cứ phải thấp hẳn máu xuống tầm khoảng 20-30 máu thôi, thì lúc đấy nó mới vô đối anh em ạ. Mà tôi vẫn thấy đấm được 9 warrior này, 9 warrior không ăn được này. Cắt chuối 9 warrior luôn. Ui giời ơi, hay quá. Anh em thấy khỏe chưa? Mà chưa xong đâu anh em ạ. Đấy nó mới chỉ là vớ vẩn thôi. Một con nữa đi. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Rồi không ra con nào ạ. Thế này phải bán Siren rồi anh em ạ. Hết slot rồi. Mấy cái con này nó toàn cặp 5 đô thì tôi không có bán đi đâu. Nếu mà chọn bán thêm một con nữa chắc là bán con Sailing thôi. Con Sailing thì nếu mà 2 sao tôi vào dùng tạm, do là tận dụng được mấy cái đồ đánh tay đấy. Còn nếu không thì thôi. Bởi vì con đấy nó không có trong đội hình này đâu anh em ạ. Trong đội hình này nó có gồm có 6 đỏ, bao gồm 6 đỏ kẹp với cả hai linh hồn, kẹp với cả Kira và Warlock. Hết, thế thôi. Co là chúa quỷ nha anh em nhá. Co chúa quỷ, tại làm sao co là chúa quỷ? Để đánh cái nhà này này. Đánh nhà này hiện tại là tôi không đánh được. Cái nhà này bây giờ là không có đam để có thể xuyên được qua cái giáp của bọn Nai. Với một cái con ngựa nó full đồ thủ rất trâu thì không có khả năng đánh được anh em ạ. Cái con kiếm hồn này nó sẽ không đánh được anh em nhá. Nó phải cần cái con chúa quỷ cơ. Đấy, anh em thấy là kiếm hồn mặc dù là đam cũng khá to ấy, dồn toàn bộ đồ rồi nhưng mà đánh như gãi thôi. Đánh như gãi thôi anh em ạ. 300 đam. Có Kira nhưng mà đánh rất là gãi ở đây. Cho sang con chúa quỷ nó khác hẳn luôn đấy. 1000 đam luôn. Gấp mấy lần luôn anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái con số là 1000 ấy. Nhưng mà nó không phải 1000 đâu anh em. Đấy là anh em nhìn thấy thế thôi. Ui ôi, hay quá, thôi được rồi đấy. Xong rồi anh em ơi. Thế là cái câu chuyện nó đã xong. Xong rồi. Dồn lại đồ cho chú quỷ anh em ơi. Xong rồi đấy, thế này xong rồi, không cần kiếm hồn lên 2 sao luôn. Bài thế này là mắc binh rồi nha anh em nhá. Full 2 sao. Đấy. Nó không hơn được nữa đâu. Bây giờ chỉ có hơn là chỉ có lên 3 sao thôi. Chứ còn cũng chả có cái gì hơn được nữa cả. Và cũng chả có chuyển đi đâu cả anh em nhá. Form được cái đội hình này thì anh em xác định vô địch rồi. Không phải chuyển làm gì cho nó mất công. Cứ thế thôi. Xong anh em có tiền thì anh em roll lên 3 sao. Nhưng mà theo tôi là đấy nó cái điều nó cũng chả để làm gì. Bởi vì 2 sao nó đã gọi là cố đối rồi anh em ơi. Bây giờ cái có thể là vẫn còn sẽ thua cái thằng này. Nhưng mà không, tôi nghĩ là không thua. Hòa là gì chứ không thua được đâu. Tôi nghĩ là hòa thôi. Chứ cái tầm này chúa quỷ 2 sao kia đang 1000 đam anh em ơi. 1000 đam rồi. Đấy, đấy là còn kiếm hồn chưa lên được 2 sao đâu. 1000 đam đấy là còn không phải là 1000 đam đâu anh em. 1000 đam đấy là chưa tính hết. 1000 đam này là 1000 đấy, nó lên thôi này. 1144 đam đấy. Mà vẫn chưa tính hết đâu. Chưa tính hết anh em ạ, chưa tính hết nha anh em nhá. Nó vẫn chưa phải là tối thượng. Tối thượng là khi nào mà cái con này này nó xuống là máu nó chỉ còn, máu của chết của chúng ta ấy, nó chỉ còn khoảng 20 máu đến chục máu thôi. Lúc đấy thì con này nó mới mắc binh. Đấy. Và cái đam anh em nhìn thấy nhá, là bây giờ nó vẫn chưa có cướp điên đâu. Chưa có mấy cái món cuối đâu. Mới chỉ có cái găng tay Kira thôi. Găng tay Kira thì chưa được cộng đam nha anh em nhá. Nó chỉ cộng máu thôi. Cộng đam là nó phải có những con chết là mới cộng đam. Đấy, còn cái con này tôi có trận đấu mà con này nó có thể lên được đến 1500 đam nha anh em nhá. Mà 1500 đam anh em nhìn thấy ấy, nó không phải là 1500 đam đâu anh em. Nó ghi là thế thôi. Chứ còn anh em phải cộng thêm 50% đam đến từ Demon nữa. Tức là ngoài cái việc là gây ra là 1500 đam ra, thì một lửa cái chỗ đấy 50% của 1500. Đấy, tức là 750 đam nữa. Nó sẽ ăn thẳng trực tiếp vào máu luôn. Anh em cộng tổng vào thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2000. Như anh em nhá, hơn 2000. Hơn 2000 đam dành cho một con chú quỷ này. Trong đấy là có 750 đam là ăn thẳng vào máu luôn, trực tiếp luôn. Không phải trừ bất cứ một cái sát thương nào cả. Không trừ qua giáp, không bị trừ bởi giáp. Đấy. Còn 1500 đam còn lại là sẽ bị trừ bởi giáp. Rất mạnh anh em ơi, khỏe lắm.
Anh em cứ nghĩ tầm khoảng 2.500 đam thì một hit là chết một con. Có cái con nào mà nó 2.500 máu không? Chỉ có ở trong cái bộ đỏ nó mới có nhiều máu đến như thế. Hoặc là có những cái con co mà nó phải dồn một đống đồ là mới có cái lượng máu 2.500 máu anh em ạ. Đấy, thế tôi nói rồi, một vẩy là chết một con nhá anh em nhá. Đấy, trừ khi là gặp bọn lai thì giáp nó bật hết giáp lên. Ba lớp giáp tăng 99% giáp thì may ra mới sống được qua một chém của con này. Còn chả có con nào sống nổi một chém đâu anh em ạ. Một chém chết con rồi anh em ơi. Cứ chém, đây là chém trượt thôi, gặp cái con bọn ép này chém trượt thôi. Đấy, còn cứ cái con nào mà không có lé thì chắc chắn là một phát chết con. Bây giờ chúng ta đang bị chém trượt đấy anh em ạ. Nhưng mà mấy cái con mà chém trúng thì được cũng một hit chết một con thôi anh em. Đấy, anh thấy không? Gặp mấy cái con mà chỉ cần chém trúng một phát thôi thì là nó đi. Nhưng mà bởi vì chém trượt anh em ạ. Chém trượt. Từ bọn này tí nữa tôi vẫn còn đồ, tôi vẫn còn đồ để ghép cơ. Hiện tại tôi vẫn đang giữ cái món đồ mà chúng ta có thể là ghép được cái gậy gai để có thể counter được anh em nhá. Nên là cứ yên tâm, không ngại cái bọn phe giờ làm đâu. Ừ, thằng này chưa đồ anh em ạ, chưa đồ. Con cây một chút đồ, con xa đâu một chút đồ. Ở đây tôi vẫn còn hai que nữa, thoải mái luôn anh em ơi. Đợi nhà lai chết thế nào cũng sẽ ra rào. Rào rơi sang bên này chúng ta ghép ngay cái gậy gai thế là xong. Rồi bây giờ bọn hai này không thành đối thủ nữa rồi, không phải là đối thủ nữa rồi anh em ơi. Đấy, cái con ngựa là full đồ thủ mà anh em nhìn kìa, chém kìa, những chém bùn luôn. Xong chưa bạn ơi? Đấy, khỏe chưa? Khỏe lắm anh em ơi. Đấy là còn chưa mắc binh đâu, chết hết mới mắc binh cơ. Tức là còn một mình nó sống ấy, một mình nó sống nó được hưởng Kira. Được hưởng là ở đây nó là 4 tầng Kira anh em nhá. 5 tầng luôn. 5 tầng Kira anh em ạ. Chúng ta có tới 5 tầng Kira. Khỏe lắm. Chúng ta chỉ có thiếu 1 tầng Kira nữa thôi. Thôi thì tôi bớt đi, bớt 20% thôi mà. Bớt 20% đam nhưng mà nó được nhiều thứ anh em ạ. 20% đam đấy nó sẽ bù vào cho cái tầng của kiếm hồn rồi, tầng của linh hồn. Đấy. Tộc hệ hồn này nó sẽ được cộng thêm 20% đam nữa. Không phải 20 mà 30 mấy phần trăm cơ anh em ạ. To lắm. Rồi để xem lần này mình có ăn nổi không nhá. Lần này là bớ vào thẳng con trực tiếp con thỏ luôn. Bớ linh ra phía bên này. Không mất thời gian đánh vào con Doom nữa. Khát ngay. Anh em thấy chưa? Ui rồi ôi. Khát ngay. Này. Ui đánh chém trượt. Chém trượt anh em ạ. Chém trượt thôi, chỉ là chém trượt thôi, chém trượt thôi bạn ơi. Chém trúng thì chết ngay. Còn con cây này hơi trâu, con này cây này full đồ thủ. Có chén thanh. Chén thanh giáp xoay. Ui nhưng mà anh em nhìn nó chém kìa. Chắc là 3 phát thì cũng chết rồi. Ui dồi ôi. Ui 1.200 đam rồi anh em ơi. Cây không chịu nổi nhiệt nữa rồi. Ui giời ơi. Bây giờ ui giời ơi, bây giờ con này lên 3 sao nữa. Thế thì con này nó lại làm co nha anh em nhá. Dồn đồ cho ấy con ma. Hay quá, Propet bây giờ nó lại còn mạnh hơn cả con kiếm hồn cơ anh em ạ. Lên 3 sao rồi. Con này lên 3 sao thì cái trưởng của nó cooldown liên tục anh em nhá. Thậm chí là nó không cần kẹp gót đâu. Không cần kẹp gót thì nó cũng sẽ cooldown liên tục. Trưởng của cái con ma nó sẽ là 5 giây. 5 giây cho một lần hồi chiêu. Và khi mà 5 giây xong thì mấy cái con nó bay ra, cái cầu bay ra nó vẫn chưa hết đâu. Nó vẫn đang bay anh em ạ. Nó khỏe lắm. Khỏe lắm anh em ơi. Mà bây giờ con này nó chuyển sang sát thương phép rồi. Nó không phế như ngày trước đâu. Đấy, nó không bị trừ bởi giáp nữa. Nó chỉ bị trừ bởi kẹp kháng phép thôi. Rất khỏe. Khỏe quá rồi anh em ơi. Anh em ơi, trận này 75 máu, 74 máu đến hết game. Hứa với anh em luôn. Con này làm gì có cửa đánh cái bộ này đâu. Chấp cả con ngựa ba luôn. Nó xích thố 3 sao gì. Xích thố 3 sao phun đồ gì. Cứ đợi đấy. Nào, chạm mặt nào, chạm mặt nào. Chạm mặt giang hồ nào, chạm mặt giang hồ. Chạm mặt giang hồ. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Oánh ngang cơ luôn nhá. Thậm chí là đam nó còn to hơn cơ. Con ngựa nó có cơ to cái cỡ này không? To lắm anh em ơi. 2.000 đam, 2.000 đam hơn đấy. Một vả đấy anh em ạ. Một vả là hơn 2.000 đam đấy. Ngựa ở châu cái cỡ nào mà nó chịu được. Trong khi đấy là có 750 đam là nó ăn thẳng vào máu rồi anh em. Trực tiếp vào máu luôn. Không có cựa rồi.
khó thở. Khó thở quá rồi anh em ơi. Cái bọn này bây giờ tầm này thôi. Bọn phe giờ nhá thì bị cái con ma nó giết. Con ma nó sẽ có cái trưởng, nó sẽ giết cái bọn phe giờ. Không cần đánh trúng luôn anh em ạ. Con ma nó tung trưởng ra tinh cầu nó sẽ giết chết hết bọn phe giờ. Đấy, còn lại là sẽ là chúa quỷ làm hết. Chúa quỷ sẽ lo phần còn lại. Phải quá rồi anh em ơi. Và cái round này tôi sẽ có cái món đồ cam tiếp theo. Nó sẽ là cái gì đây? Tôi rất hy vọng nó sẽ là một cái món đồ mà tôi có thể là sử dụng đánh tay để tối ưu hóa con chúa quỷ này. Bởi vì chúa quỷ này anh em nhìn là vẫn chưa mắc binh, vẫn chưa đủ đồ. Bao giờ mà nó lên tới 1500 máu ấy, 1500 đam, sorry anh em, thì lúc đấy là nó là đạt được cái gọi là sức mạnh tối đa đấy. Và khi mà cái lượng máu ở cái đội hình này này nó xuống nó còn một máu thì lúc đấy là nó sẽ là đạt tới cái giới hạn sức mạnh anh em nhá. Nhưng mà để được như thế thì chắc là tôi nghĩ là cũng khó, bởi vì tôi không thể tụt máu nữa đâu anh em ạ. Nó quá khỏe rồi, tầm này quá khỏe rồi. Đối thủ kiểu gì mà đánh với tôi đây. Rồi hút máu trừ giáp cái đã này. Búa sét luôn. Hay quá anh em ơi. Đủ tốc đánh rồi. Búa sét rồi hút máu. Cuối. Ghép luôn cái trượng này. Ngon. Rồi. Huyết trượng cũng ngon nhá. Con này lấy cái búa sét thì có được không? Hay là búa sét cho con ma nhỉ? Con ác mộng cầm búa sét cũng khỏe lắm đây anh em ạ. À. Anh em thử chơi chưa cái con này này. Nó cầm búa sét nó đánh nó cháy lắm anh em ơi. Rồi rồi cho thử round. Nếu mà yếu thì chúng ta đổi lại sau. Nhưng mà tôi nghĩ là không có cái chuyện yếu đâu. Anh em nhìn này, cái con ác mộng nó tăng tung trưởng nhá. Này nhìn thấy không. Đấy, cooldown xong tung tiếp này. Thấy không. Thấy không, bắn liên tục luôn. 3 sao anh em ạ. À. 3 sao skill của nó liên tục ù anh em nhìn kìa. Vãi cứt luôn. Anh em nhìn cái quạt vừa rồi không? Con chúa quỷ nó quạt nó phát chết cả ba con luôn. Quá căng luôn anh em ạ. 20k đam cho cái con chúa quỷ. 20.000 đam cho chúa quỷ anh em ơi. Một mình nó lo hết luôn. Nó gánh tất cả luôn. Một mình nó con chính là con ma này nhá. Dồn đồ như thế thôi. Bắn trưởng đẹp bắt như thế thôi. Nhưng mà đam bé quá thôi thôi anh em ơi. Đồ này cho con này mới là uy tín. Thôi con này coi như là phụ họa thôi anh em. Kích hệ thôi. Mà ác mộng kích hệ thôi anh em nhá. Bây giờ chúng ta chắc chắn là phải dồn toàn bộ đồ cho chúa quỷ rồi. Chúa quỷ bây giờ thêm cái blink giáp phản nữa thì là bà cháy luôn này. 6 món đồ cam. Ui đây rồi, xong rồi anh em ơi. Thôi nhá, mắc binh rồi nhá. Đây hết rồi. Không hơn được nữa rồi nhá anh em nhá. Bây giờ hơn ý là chỉ có lên 3 sao thôi. Còn bây giờ đội hình này chỉ có lên 3 sao thôi. Còn tôi cũng chả chuyển với cái đội hình gì đâu. Bây giờ đội hình này nó mạnh quá rồi. Chấp tất cả các thể loại luôn anh em ạ. Chấp tất cả các thể loại luôn. Quá khỏe rồi anh em ạ. Tôi cũng đang nghĩ có cái cửa nào mà đối thủ ăn được tôi đây. Thậm chí là còn mất rất nhiều máu ấy chứ. Anh em nhìn này. Ôi anh em nhìn này. Cũng may là mấy cái con đệ nó bị clear đi đấy. Con cây có vẻ khá trâu. Mà trâu kiểu gì đánh được cái con này của tôi. Anh em nhìn nó. Ui bây giờ đúng một gạt một chết luôn. Một gạt chết con luôn anh em ạ. Chả có đánh trượt tôi. Đánh trúng là chắc chắn chết. Càng không? Càng. Đấy rồi anh em ơi. Có đồ rồi. Tôi biết ngay. Đấy chứ anh em thấy không? Tính toán nó giữ hai que mà. Rồi chia bớt đồ ra nhá. Chia bớt đồ ra. Ở đây tôi có hai que, chia đồ ra thôi. Mỗi con cầm một ít. Ok. Thôi nhá, bây giờ ma gì đâu. Bây giờ dồn hết đồ cho kiếm hồn với cả chúa quỷ anh em ạ. Kiếm hồn chúa quỷ thôi. Đấy, hai con nhân vật chính của chúng ta nhá. Xong kiếm hợp bích luôn. Quá Nhi à, Quá Nhi Coco à. Đâu là Quá Nhi là Coco đấy. Tôi nghĩ là cái con cụt tay chắc chắn nó là Quá Nhi rồi. Con là cụt tay, con là cụt tay. Chắc chắn là cái con cụt tay là con Quá Nhi rồi anh em nhá. Rồi. Ơ mà làm gì con là cụt tay đâu nhỉ anh em nhỉ. Thế thì không phải rồi, không phải là cặp đôi Quá Nhi với Coco rồi.
À mà cũng có thể là nó sẽ không phải là cái cặp đôi Quá Nhi với cả Coco anh em ạ. Mà nó sẽ là cặp đôi ở trong phim Phong Vân. Đấy, bộ Kinh Phong với cả Mộng Lăng anh em nhá. Cùng với cả Tuyệt Chiêu Khung Thành Chi Luyến. Ok, chuẩn rồi đấy. 14 máu tôi nghĩ là khó có thể sống nổi đao này. Đối thủ hết hơi rồi anh em ạ. Mạnh lắm rồi anh em ơi, nhìn hai con nó thay phiên nhau nó gây đam kìa. 10.000 đam đến được vị trí ở của cái con kiếm hồn. Anh em ạ, kiếm hồn đam còn to hơn cả con chú quỷ. Dã man thật sự luôn. Tôi cũng chả biết nói thế nào, nhưng mà cái bộ này chắc là cái bộ mạnh nhất bây giờ rồi anh em ơi. Đấy nhá anh em nhá, tiết lộ cho anh em bí kíp heo ranh của tôi. Quá khỏe luôn anh em ạ. Phải nói thật với anh em là cái bộ này bây giờ tôi phải nói thật với anh em là để lết game ấy, chả có cái bộ nào ăn được. Khó lắm, nó là cái bộ đánh siêu lết mà. Giữa game dễ chơi. Đấy. Đầu game thì khỏe, cuối game cũng khỏe. Quá mạnh. Đúng là xứng đáng để xoắn ngôi cái con Light Spirit kẹp đỏ anh em ạ. Rồi và bây giờ cái phần quan trọng anh em nhá, tôi sẽ show cho anh em xem. Đấy, để cho mấy cái thằng anti đỡ vào nó coi như là nó chỉ trích là tôi lừa đảo. Đây anh em nhá, đảo một anh King 3. Đây anh em xem, King 3 nhá, số trận 46 trận, hạng trung bình 1.8. Đấy, 47% chiến thắng, gần 50%. Đấy, và gần 100% ở top 3. Anh em thấy không? Gần 100% top 3. Thực ra là cái này nó không phải là top 3 đâu, mà nó chỉ ghi là ở đây là tỷ lệ top 3. Thực ra nó là trên top 3 này nó mới chính xác. Rồi, chúc anh em có thể là thành thạo cái bộ này nha anh em nhá. Phể lắm anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em thấy cái video clip này thực sự là có ích cho anh em, giúp anh em có thể dễ dàng chơi hơn, cũng như là thể hiện cái sự trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Thế anh em hãy đừng ngại cái lời cảm ơn, cũng như là để lại cho tôi một like anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.